Thưa quý vị, hiện nay một số công trình giao thông được thi công ngay trên các tuyến đường có chiều người qua lại. Nhưng trong quá trình thi công, các đơn vị nhà thầu chưa thực sự làm tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông, khiến nhiều người tham gia giao thông đang lo lắng. Mới đây nhất, chương trình An toàn giao thông đã tiếp nhận phản ánh của người dân cho biết đoạn quốc lộ 51 từ khu vực ngã ba Hội Bài thuộc xã Tân Hòa đến gần khu công nghiệp Mỹ Xuân A, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, xuất hiện rất nhiều ổ gà tại làn đường dành cho xe máy. Các ổ gà này được hình thành sau quá trình thi công cầu đường và được lắp đất sơ sài, thiếu an toàn. Dọc quốc lộ 51 theo hướng cả ba Hội Bài đến khu công nghiệp Mỹ Xuân A, chúng tôi ghi nhận hàng loạt các chết chắp giá loang lổ do quá trình thi công cắt xới đường. Một số hố sâu đang thi công được rào bằng tôn, tạo thành các lô cốt nằm dọc làn xe máy. Thi công xong, một số đơn vị chỉ lắp đất sơ sài lên bề mặt, tạo thành các ổ gà ở làn xe máy. Cả một đoạn đường gần vài cây số giam giờ ổ gà thế này, như những cái bẫy chực chờ người chạy xe máy, nhất là vào ban đêm. Nó làm mỏ rồi lên chậm bữa nay nó dịp đợi mấy cái máy bữa này đi đá rồi đổ khang khỏi rồi đầy mình đi mà mình không để ý là té. Chỉ có mong là sao làm đường cho nó bằng phẳng lên cho dân chúng nó đi được, có thể gây tai nạn, có thể gây sự cố thôi. Mưa Tết là nó ngập cả hơn nửa cái lộ luôn. Thực tế đã có những vụ tai nạn giao thông khi người dân lưu thông qua đoạn đường này. Tối ngày 21 tháng 4, hai nam thanh niên điều khiển xe máy chạy trên quốc lộ 51 hướng từ ngã ba Hội Bài đi Mỹ Xuân. Khi đến đoạn trước giáo xứ Phước Lộc, xe tông vào lô cốt nằm dọc đường. Hậu quả hai nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu, chiếc xe máy cũng bị rớt xuống hố. Một vụ té xe do dắp ổ gà khác cũng xảy ra vào tối 14 tháng 5. Hậu quả một người phụ nữ bị thương phải nhập viện. Ngoài ra, tuyến quốc lộ 51 có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cao. Dù các đơn vị thi công tại đoạn đường này rào chắn và lắp bảng cảnh báo, thế nhưng nguy cơ tai nạn giao thông vẫn luôn rình rập. Bởi các điểm sau khi đào xới chỉ được trả lại hiện trạng một cách sơ sài hoặc chỉ lắp đất. Làn đường dành cho xe máy gồ ghề, thiếu an toàn, buộc người điều khiển phải lấn ra làn xe ô tô. Như vậy, nguy cơ tai nạn luôn rình rập. Người dân mong muốn đơn vị thi công cần sớm xử lý, khắc phục để người dân an tâm lưu thông. Nó cũng gây khó khăn cho người đi đường qua lại. Người ta đi thì người ta phải né ra ngoài nhiều. Nếu mà đông xe thì nó cũng có sự nguy hiểm. Đến những ngày mưa thì nó xả nước đến nhưng mà không để ý tới là nó sẽ bị sụp. Mong sao thì làm cho nó nhanh gọn thôi, để cho người dân đi lại cho nó được an toàn. Nguy hiểm đó, bị mình chạy mà hơi lách ra ngoài thì nó lắp mấy cái lỗ đó, nó không được mà thẳng thẳng. Nguy hiểm, thấy ở đằng này nó có cái dấu nó, tai nạn đó, xe nó nằm vô cho có cái hàng rào đó. Người ta chỉ té thôi vậy. Do nó để cát đá rồi nó không có điều á. Chạy người ta sơ ý người ta té. Em đợi đây em thấy được hai vụ rồi đó. Thực trạng bất an toàn ở các công trình đang thi công không phải là vấn đề mới. Song trên thực tế thời gian qua, không ít chủ đầu tư, nhà thầu vẫn xem nhẹ công tác đảm bảo an toàn giao thông đối với công trình, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao. Trên tuyến đường Võ Văn Kiệt, thành phố Bà Rịa, mặt đường sau khi đào bới, cắt xén, các đơn vị thi công chỉ san lấp sơ sài, đất đá vương vãi, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông dày đêm. Trước đó, tại tuyến đường Bình Giả, dù đơn vị thi công có đặt một số biển báo đi chậm, công trình đang thi công, tốc độ 5 km một giờ. Thế nhưng, đơn vị thi công cũng không kéo dây barrier tại những điểm có vật tư công trình. Thậm chí, một số đoạn đang thi công, các cống bê tông đặt sát lòng đường, có chỗ đất tràn cả ra đường, cản trở lưu thông.
Đáng nói đây là công trình vừa thi công vừa khai thác, lại nằm trong khu dân cư đông đúc. Theo Ban An toàn Giao thông tỉnh cho biết, thời gian qua, đơn vị đã nhận được phản ánh của người dân về tình trạng trên. Tiếp nhận thông tin, Ban đã trực tiếp xuống kiểm tra khảo sát từ trước dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 và xác định có tình trạng mất an toàn giao thông tại đoạn đường này. Ban An toàn Giao thông đã yêu cầu các đơn vị đấu thầu thi công có trách nhiệm trong quá trình tu sửa cũng như thực hiện đúng quy định khi thi công. Qua đó, có những đơn vị đã tiến hành sao chắn kỹ các lô cốt và tu sửa lắp các ổ gà tại điểm thi công cũ. Thời gian tới, Ban An toàn Giao thông vẫn sẽ tiếp tục kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông trên đoạn đường này, nhằm hạn chế tối đa tai nạn giao thông xảy ra. Được biết, từ tháng 1 năm 2022 đến hết quý 1 năm 2023, quá trình kiểm tra, thanh tra Sở Giao thông Vận tải, Sở Giao thông Vận tải đã xử phạt 53 trường hợp với những lỗi như không bố trí biển báo, rào chắn, khoan đào xẻ đường trái phép, sử dụng hành lang an toàn giao thông làm nơi tập kết vật tư sai phép, để vật tư công trình ra ngoài phạm vi thi công gây mất an toàn giao thông. Tổng số tiền xử phạt hơn 700 triệu đồng.